Siêu thị máy tính Ankhang xin chào. HP Pavilion 10 năm là mẫu laptop tầm trung chủ lực của HP ở thị trường Việt Nam hiện nay. Trong phân khúc khoảng 12 triệu đồng thì HP Pavilion 10 năm có cấu hình cũng như mức giá được xem là ổn định so với các đối thủ. HP Pavilion 10 năm là dòng laptop được thiết kế dành riêng cho người dùng công sở và sinh viên, giúp cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí. Bên cạnh đó, Pavilion 10 năm được nâng cấp lên bộ vi xử lý Kabilex Core i5 mạnh mẽ và đặc biệt là màn hình lớn 15.6 inch. Khoác lên mình một bộ cánh với chất liệu bằng nhựa polycarbonate, nhưng máy vẫn mang lại một thiết kế tinh tế, đẹp và khá là sang trọng với tông màu bạc hoặc là vàng ánh kim. Ngoài ra, việc sử dụng vỏ nhựa của Pavilion 10 năm cũng làm cho máy có một trọng lượng rất là vừa phải, tương đối nhẹ nhàng chỉ khoảng hơn 2kg. Việc mang máy di chuyển bên mình rất là thoải mái và dễ chịu. Được trang bị màn hình kích thước 15.6 inch, có độ phân giải HD tích hợp công nghệ màn hình Bright View LED Backlit mang lại cho bạn một chất lượng hiển thị ấn tượng. Hình ảnh có độ sâu và nét giúp bạn làm việc hiệu quả và giải trí ổn định. Kênh âm thanh piano của Pavilion 10 năm được bố trí phía trên bàn phím với chất lượng âm ổn định, âm vang xa hơn, giọng hát nghe rõ và trong hơn, âm thanh cho cảm giác thực tế và không bị nặng bass. Hơn nữa, phần thiết kế bàn phím checklist tiện lợi đã làm cho các phím số tách rời, tạo nên bố cục rõ ràng, tiện lợi và đầy đủ, giúp bạn xử lý công việc văn phòng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy có trang bị đầy đủ các cổng kết nối như hai cổng USB, combo jack âm thanh và ổ đĩa quang ở cạnh trái. Cạnh còn lại, chúng ta sẽ có cổng mạng LAN, HDMI, thêm một cổng USB 3.0 nữa và sau cùng đó chính là khe đọc thẻ nhớ máy ảnh. Tất cả đều được trang bị gọn gàng trên thân máy. Chúng ta có thể thấy phần khe tản nhiệt được chuyển ra phía sau. Nhìn về tổng thể thì Pavilion 10 năm trông hài hòa và lịch lãm. Một điểm yếu của sản phẩm này chính là pin dung tích chỉ dừng ở mức 2 cell cho thời gian hoạt động khoảng 3 giờ với các tác vụ văn phòng thông thường. Ngoài ra, pin được gắn liền trong máy và hai giải cao su giúp cố định sản phẩm chắc chắn trên bàn làm việc. Nói về cấu hình thì đây là một điểm mạnh của Pavilion 10 năm. Nó mang trong mình một con chip Intel với công nghệ Core i5 Kabilex, tốc độ 2,5 GHz và có thể đạt tốc độ lý tưởng lên đến 3,1 GHz. Đồng thời, máy trang bị sẵn thanh RAM 4GB loại DDR4 và còn một khe chống giúp bạn có thể nâng cấp linh hoạt trong tương lai. Bộ nhớ HDD với dung lượng 500GB và tất nhiên bạn còn có tùy chọn nâng cấp SSD nếu như cần thiết. HP Pavilion 10 năm trên tay chúng tôi là phiên bản Carbon Board dành cho sinh viên kinh tế, ngoại ngữ và giới văn phòng. Bạn còn có thể chọn phiên bản card rời NVIDIA 940MX để chơi game hoặc xử lý đồ họa 3D. Siêu thị máy tính Ankhang, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!